anh chưa xa? Chưa bấm à? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Trời ơi, quá dữ luôn rồi. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Chắc là 3 phút thì cô nhẹ nhàng từ tốn đi nha. Coi là có chút sức khỏe mọi người, lên bia lên rượu luôn nha. Lên bia lên rượu luôn. Đúng rồi, phải cho miếng ngồi. Sát phạt quá. Công nhận thiệt. Ê bạn nha, bà chủ làm cho xứng đáng nha bà chủ. Ý rượu gì đó, rượu luôn đi. Em rượu gì đó? Anh Năm rồi cũng nha. Rượu đi rượu về chị ạ. Rượu chồng em Năm. Wow. Chồng em sản xuất. Ông uống bạc hiền. À. Hàng kia chị nói ông uống bạc hiền á. Anh lại nhìn qua chị cười mỉm nhìn. Em ba đứa rồi đó chị. Em quyết tâm kiếm thêm hai đứa nữa. Thêm hai đứa rồi rồi vô. Mời ba luôn. Mời ba. Ba uống bia luôn. Rồi bấm giờ đi em. Má uống gì? Uống thuốc cao không? Không sợ. Để mình để một hai ba đi. Một, hai, ba. Ba. Vô. Uống rồi uống từ từ đi. Quá trời rồi, chưa gì hết, thấy hết ly rồi đó. Con chui đầu vào ngõ rồi con thích, ơi. Con thích chui mà. Dễ thương quá con. Từ 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 chị ơi, út. Gớt giọt cho 10.000 nha. Quá rồi, hết rồi kìa. Kinh khủng thiệt. À, kinh khủng chưa? Này là đã có sự rèn luyện kinh rồi. Mày có nói đâu mày. Chào cả nhà, đến với kênh Bếp Má Nhi. Tối hôm qua thì phải nói là mình ngạc nhiên trong cho Nga xin phép ngắt lời. Tối hôm qua đi chợ đêm Đà Lạt, má đã đẹp rồi, còn hôm nay mới đẹp hơn cả nhà. Chiếu gần cả nhà coi, bữa nay là một phụ nữ quá là xanh điệu luôn. Hôm nay thì ngày chia tay Nga Sumo để về miền Tây. Thì mấy má con cùng với ông xã của Bếp Má Nhi sẽ ăn một bữa cơm để chia tay nha. Đó, bây giờ chính nhất là mình vô mình uống đi cà phê. Dạ má. Địa chỉ là Khang Hai. Đây đây. Nguyễn Khang House. Địa chỉ là Nguyễn Công Trứ, 03 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt. Số điện thoại là 0982 559 679. Số đẹp quá má. Đi má. À, cả nhà ơi, đây là mình cũng giới thiệu cho, đây là cháu Ánh nè. Hôm nay đưa con gái Nga Sumo với bé gì dữ liệu coi ngon rồi bé y mình đó để đến nhà của cháu Ánh để dùng một bữa cơm, bữa cơm để chia tay con gái Nga Sumo cũng có công việc đi Đà Nẵng, còn má Nhi thì về miền Tây thôi. Về nhà con đó đây. Đúng rồi. Bé Ánh này là quê miền Tây nha, là miền Tây là cũng là ôn môn luôn. Cùng quê luôn đó, cùng nhà luôn á. Bé Ánh có chồng ở đây là 14 năm hả con? Dạ đúng rồi má. Nhưng mà người miền Tây cũng không phải tầm thường nha. Ai cũng đẹp á. Rồi thôi bây giờ gì đi? Mời vô nhà. Mời vô coi cây cơm xong chưa? Dạ. Con lên giới thiệu cho dì Nhi biết mấy cái phòng nha. Dạ. Lấy một phòng làm chuẩn ha. Đúng rồi. Rồi để mai mốt mấy bạn có lên, mấy bạn quê mình Cần Thơ có lên thì em sẽ tài trợ. Đúng rồi. Nói chung là Cần Thơ là sẽ sell hết 50%. Cần Thơ là phải bớt 50% luôn. Ừ. Đó. Mời cho mấy bạn xem nha. Rồi đây trước đi ha. Cái view đây thì đó. Khách sạn một cái phòng như vậy là quá tuyệt vời luôn, chỉnh luôn nha. Ô được nhìn ra ngoài kia nữa kìa. Đó, cái ga của mình là cũng khác, cái ga chảy ở dưới miền Tây này vậy. Đúng rồi, như mình thấy sao con? Bé Ánh cũng mời tắt cái đó con. Tắt giùm bà tí đi con. Tắt tiếng luôn. Để bà review cho tắt tiếng luôn nha con. Rồi mở ra. Viên nha. Đây còn ra không? Dạ. Đây. Cái này là mình lầu mấy con? Dạ, đây là lầu 5 gì? À, lầu 5. Dạ. Lầu 5 thì khi mà mình đi ra đây thì mình sẽ nhìn xuống được cái lộ hả con? Dạ đúng rồi. À, một cái gió thoải mát quá
mát quá. Khách sạn này là quá chuẩn luôn rồi. Đó. Ở đây là đường Nguyễn Công Trứ. Đúng rồi. Đó, mình có một căn bên kia nữa đó. Đây, mấy bạn. Căn bên kia là cơm thịt nướng. Cơm thịt nướng. Cơm gà. Cơm gà. Khách sạn rồi, luôn. Nhà trọ. Nhà trọ bên đó luôn đó các dạ, khán giả mình ơi. À, nếu khán giả mình mà có đi Đà Lạt ha, nhớ nha. Cái điểm chỗ này là hình như mình thấy là cũng là trung tâm luôn hay con? Dạ. À, giá cả bình dân. Nhưng mà người Cần Thơ là đặc biệt, người Cần Thơ là giảm 50% cùng quê. Ồ hay quá. Người Cần Thơ là giảm 50% nha mẹ. Nói lại nè, nói sao? Ưu tiên cho người Cần Thơ là giảm 50%. Còn người nào ở Ô Môn, Cần Thơ mà cùng quê nhà với mình mà tất cả nữa là giảm 70%. Còn người nhà nữa là phi luôn. Người nhà phi luôn. Người nhà là phi luôn, giống như dì Nhi. Dì Nhi là gia đình rồi. Dì Nhi là gia đình. Khán giả của Bếp Má Nhi, hôm nay là mình sẽ có một cái clip này là khán giả nhớ là phải coi cho hết cái clip nha. Để khi mình đi Đà Lạt rồi là mình có những cái phòng nghỉ, khách sạn giá cả rất là bình dân nè. Cái quán cà phê rất là đẹp ở dưới chút xíu nữa là Bếp Má Nhi sẽ xuống giới thiệu quán cà phê nè. Rồi ngang đây là Nguyên Khang là sẽ có khách sạn nè. Rồi có nhà trọ ở dưới nè. Có quán cơm nè. Nói chung là sáng á, mở mắt ra là đến với nhà Khang cà phê của mình á là sẽ được uống cà phê nè, rồi được ăn sáng nè, sau đó nghỉ ngơi nè. Nói chung là bao trọn hết tất cả các dịch vụ của các bạn muốn đi Đà Lạt. Tại vì á hồi xưa con nhớ nè, nội á mà muốn đi Đà Lạt á khó quá. Nội nói là ước gì á là nội sẽ có một đứa con gả đi lên Đà Lạt. Rồi điều ước đó thành hiện thực ha. Thật luôn. Rồi cơ duyên á là con gái nội đi lên Đà Lạt là cô của mình á. Rồi sau đó là mình là cháu của nội mình, giờ mình ở Đà Lạt rồi. Nên là mình sẽ tạo điều kiện hết gia hết số cho mấy bạn thích đi Đà Lạt luôn. Đúng rồi. Người Cần Thơ dễ thương vô cùng nha các khán giả của Bếp Má Nhi. Rồi ta bây giờ mình cũng vô trong nha con. Dạ. Vô trong để mình giới thiệu. Nè cái thằng này Nguyên Khang đây. Nguyên Khang ơi. Phòng việc của con. Đó, đây là phòng vô đây. Phòng làm việc của bé Ánh đây. Cả nhà mình ơi. Luôn luôn lúc nào cũng hoa tươi nè. Dạ. Đặc biệt là nãy dì Nhi thấy là thấy đang tiếp một người khách có một cái cuốn sổ đỏ. Chắc có lẽ là con phải con có làm một cái bất động sản quá. Dạ con có giao dịch, con có mua mấy cái nhỏ nhỏ gì. Dạ. Đầu tư sơ sơ. Cháu mình giỏi quá, không ngờ cái người miền Tây mà khi mà có chồng 14 năm lên Đà Lạt mà xuất sắc kiểu này. Từ cái giọng nói cũng hay, giống như dì Nhi nè cũng vẫn còn cái đậm chất miền Tây, con là sang hơn là nghe. Thần tượng gì từ nhỏ mà. Yeah. Thần tượng gì của con từ nhỏ. Thần tượng chị Thủy. Trời ơi sao mà nó dì đẹp, dì sang rồi chị cũng đẹp quá. Em ước gì á lớn lên đẹp giống như chị Thủy vậy đó. Chị đó Thủy là bé Thủy là con gái của Bếp Má Nhi. Đó là hồi nhỏ là như Việt Chinh vậy phải không con? Đúng rồi. Xả cái mái tóc dài mà giỏi lắm. Còn bé Ánh là đầu tiên là khi mình gả mà chị thứ sáu mình cho cái gia đình của ba của bé Ánh. Đó là chị dâu đó. Là chị dâu đó, chị dâu của ba bé Ánh đó là má Bảy đó. Đúng. Cũng như là bà nội của bé Ánh là bác Xui của dì Nhi. Đó mình phải kể cho nó tận rõ vậy, tận tượng cho khán giả của má Nhi biết Nhi biết. Còn khi mà gả mà chị sáu của mình đi về của bà nhà bà nội của con đó thì con cấp đó còn rất là nhỏ nhưng mà cái lông nheo của con nó dài ha, cái gương mặt con nó lanh mà có thể nói là con khôn trước cái tuổi đó. Trời ơi dì Nhi thương lắm. Dì Nhi mỗi lần đi qua cái con nghĩ là dì Nhi là một người là dì ruột cô ruột mà dữ lắm luôn, không biết làm sao mà sao con thân thương dì Nhi. Dì nhớ cái đám cưới của anh Tính không? Dạ. Trời ơi con phải suy nghĩ bộ đồ nặng đẹp nhất vậy đó để em đi đám cưới của anh Tính. Xong con đi đám cưới nhà nè, con đi đám cưới nhà hàng nè. Trời ơi. Trời luôn, đi ba ca, đi hai đám luôn. Hai đám luôn. Tại vì con trai mình ngày xưa á, mình sẽ có một cái nhà ở quê. Trước khi mình đi ra Ô Môn để mở cái quán Nhi Ô Môn thì là khi đám cưới con trai á, một cái đám ở trong quê, một cái đám ở tại cái quán Nhi Ô Môn. Con giỏi quá, nhớ hay quá. Rồi thôi giờ mấy dì cháu mình đi ra ngoài ha. Rồi bé Y Bình, con thấy sao đây? Rồi lại đây thôi bây giờ nói cho lại nằm cái nha. Đúng rồi, chị Ánh của con á mời má đến đây là cái ngày đầu tiên trên xe đó, con có nghe phải không? Dạ con nghe chứ. Nhưng mà bây giờ mình phải theo chị nha,
Tại chị Nga thì có cái chỗ cơm gà nướng cơm lam ở chỗ Quy Hoàng. Cho nên là mình phải đi theo cái lịch trình của bé Nga. Thành ra không có tới con được chứ. Trời ơi, cục vàng của dì Nhi đây nè, mà làm sao mà không tới được. Nhưng phải tới một cái. Đúng, cuối cùng là chia tay thì phải tới đây nó mới hay. Dạ, đúng rồi. Mùi người. Ông giờ nằm cái đi con ơi. Nằm khác ở dưới quê mình không vậy? Dạ, trời khác là toàn bộ khách sạn khác nữa chứ dưới quê gì con. Lấy phòng này làm chuẩn. Đúng rồi, trời, đúng rồi, lấy nào phòng này. Đó, nghĩa tỉ như bây giờ nhớ cái chương trình sell off đó là mấy bạn là sẽ chú ý nhất. Nhưng mà dì Nhi hỏi luôn nè, để cho khán giả của dì Nhi biết là nhà tỷ một cái phòng như vậy á, sẽ nhìn thấy được cả một cái Đà Lạt thu nhỏ thì bao nhiêu giá cả, con nói nhẹ thôi thì để khi ta thấy sang trọng quá cái ta không dám tới. Dạ không, giá yêu thương lắm. Giá yêu thương người miền Tây nói rồi, Cần Thơ là giảm 50%. Cứ thấy căn cứ công dân là Cần Thơ là giảm 50% trước đã. Rồi nghe Ô Môn nữa là giảm 70%. Rồi thấy người nhà mà quen nữa là sell off luôn. Giá cả không quan trọng. Đúng rồi. Giá cả không quan trọng. Cả nhà của Biết Má Nhi cứ tự tin mà đến với cái khách sạn là Nguyên Khang Má Nhi lớn mà nấu cái cô gì quay qua cái thằng nhớ. Nguyên Khang kìa đâu Nguyên Khang lại đây bà biết không nhanh đây Nguyên Khang vui vẻ đẻ đứa con này ra làm giàu luôn nè nụ cười đó đây con số cho 3, địa chỉ cho con Nguyễn Công Trớ phường 8 Đà Lạt. Còn nhiều địa chỉ khác nữa nhưng mà lấy điển hình là rồi. số 3 cũng đúng là số con. May mắn của con luôn đúng rồi số điện thoại 0982559679. Ồ, số tài khoản ngân hàng một số luôn 0982559679. Khán giả có biết Má Nhi chịu khó nghe nha. Má Nhi lớn tuổi nhiều khi đọc lại lập dập cứ nghe bé Ánh thì đặng mình nhớ cái số điện thoại. Khi đi đến Đà Lạt thì nó có một cái chuỗi vừa ghé lại cái địa chỉ mà Ánh cho thì dì Nhi thấy một cái quán cà phê nha, vừa lịch sự mà khách ngồi kẹo hết. Ôi rồi á là khi mà dì Nhi bước lên cái khách sạn này thì thôi tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Vừa sập sẻ vừa sang trọng nè. Mà khi mà đi tới đây là nói nhớ nói là khán giả của khách Má Nhi thì bé Ánh sẽ giảm 20%. Dạ ok. Ok ha. Rồi thôi giờ mấy dì cháu mình xuống. Dạ xuống bắt đầu mình ăn. Đói bụng đi. Bé Nga đang chờ. Dạ đi, dạ. Đi ăn cơm thôi, đói bụng quá. Ăn cơm. Rồi. Nãy giờ bé Nga con bé Nga đang đói bụng rồi thôi bây giờ Má Nhi mời bé Mon bé Nga đi Bình bé Bình nha rồi ôi chị hết biết lâu rồi chị mời em lên đây mà em không có dịp lên hôm nay em cùng với các con của em là đặc biệt là hôm nay là Nga Sumo chị có biết không biết trời ơi biết luôn đó hả chị Nga Sumo là kể cái này nghe tới mình xuống đó mình nghe kể chuyện này kia thôi chứ còn ngoài ra mình chưa gặp mặt đó chị gặp mặt chị thôi chứ với ông xã của em dạ đây đây cũng giới thiệu đây là má chồng của bé Ánh đây cũng làm xui lẹo tẹo dính líu tùm lum tên là Thu có Thu năm nay nhiêu ký xung thì là con 72 ký xung ôi trời má con ở lại luôn rồi má ở lại luôn đúng rồi ôi giờ về đi qua chị ơi đi ra bé Ánh nó mời dì Nhi nó với chị Nga đi tới để ăn bữa cơm để chia tay Đà Lạt bé Nga thì đi Đà Nẵng rồi bếp Má Nhi thì đi về miền Tây đặng nó nấu ăn cho khách đi hoài bỏ khách quá món ăn đặc sắc luôn ô đây chắc là đặc sản phải của đây nó dễ Đà Lạt là artiso bông artiso quá trời ơi gần nhưng mà khó mà đặc biệt là hầm dưới cái giò heo phải không chị anh đậu xanh dạ vậy đậu xanh nữa lên. Quá rồi ôi chị ơi Hoàng còn ơi. Cái này là bò xào với thơm với dạ leo. Nhưng mà giống không, như là bò lúc lắc ngon quá nay lúc lắc nay hả con dạ chị Ngọc nấu lắm nay lúc lắc ồ hoàng đó bữa nay tôm trộn gỏi hải sản đây có cái gân gì nữa đây không biết hải sản mà còn có gân gì đây nữa nè quá tuyệt vời luôn
đâu à, mà có chai rượu này anh Năm ơi à, chị xui của Hữu Thành à, giới thiệu là cái chai rượu này uống ngã nghiêng ngã ngửa nè à, bằng cái chai rượu của anh không Hoàng ơi rồi. Rồi bữa nay là một ngày tuyệt vời. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì có một cái tiệc rất là sang trọng do cháu Ánh đó là tiếp chị Nga Simo và bếp Má Nhi. À đây thôi, giờ mình cũng giới thiệu cho khán giả của bếp Má Nhi biết đây là má chồng của cháu Ánh. Rồi đây là bố chồng của cháu Ánh. Còn đây là ông xã của Ánh đây. À, đây thì ông xã của bếp Má Nhi. À, đây thì cháu Hoàng. Còn đây bé Ánh đứng lên cho con. Dạ đây con đây. Bé Ánh giống mà đồ vậy. Cũng là người miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ mà ôn môn luôn cùng với một cái quê với bếp Má Nhi. À, rồi nha Sumo hôm nay cũng là một cái tiệc để má con chia tay. À, rồi Y Bình lấy 5 lon bia đi, con 10 lon đi, mon lỡ rồi. À, tao bây giờ gì nha, trước khi dùng cơm thì mẹ của mẹ chồng của con á, có nói là biết Nga Sumo trong video rất là nhiều, nhưng mà chưa có biết là Nga uống mà thực tế phải không chị? Hôm nay là muốn cho bé Nga uống thực tế là chị ngồi để chị nhìn có không? Ánh con có cái ý kiến gì con cứ nói chị nghe. Con giờ con không có đồ ăn, giờ con thách đố chị Nga uống lon bia thôi. Mấy lon? 5 lon hay là màu vàng đẹp không chị? Năm đi. Năm lon lon. Sinh lão bệnh tử sinh. Tái sinh chị Nga luôn. Rồi. Hôm nay tái sinh chị Nga nha. Rồi bao nhiêu trong phút rồi gì con... không được cái này trong phút ép chị phút giữ không không con vẫn trong phút gì ghê vậy chị Nga được không nó có một cái lực chị Nga ơi được. Bây giờ có thể nói là kinh vậy 30 đó 30 giây chị uống hết cái này em sẽ tặng chị bao nhiêu quà một phút thôi má một phút hay một là phút nhiều hơn thì cho 3 phút đi 3 phút mà rồi ba phút, phút rồi một phút rồi 3 phút giữa tay ơi một phút 3 phút chiều đây như thế nào đây giờ như thế nào đây thì bây giờ nó sinh lão bệnh tử sinh sinh là số 5 và số 1. Bây giờ thách đố 3 phút con số 3, nhà số 3 là số may mắn của em luôn không biết là số nào nó chọn số rồi chưa bây giờ bé màu vàng luôn nha bé anh rất là phong thủy nha má phong thủy rồi bây giờ con nói lại con nói lại những cái câu con thách thức chị Nga là rồi 5 lon bia rồi trong vòng 3 phút cho chị thở chứ. Nhưng mà nếu mà chị Nga đặt chỉ tiêu trước 3 phút thì như thế nào đây? Trước 3 phút thì vẫn vậy thôi, giờ sao ta? Giờ chị Nga có một yêu cầu. Nếu trên kênh của bếp Má Nhi, nếu chị Nga giải thưởng không quan trọng, nhưng nếu chị Nga mà uống trước 3 phút, chị Nga, cái người đầu tiên mà để chị Nga về review ở cái dự án của em chuẩn bị làm là phải là chị Nga. Rồi, ok. Chúc mừng. Cho cả nhà cho con một tràng pháo tay nữa mà. Ưu tiên cho chị Nga là số 1 luôn. Vấn đề bé Ánh có cháu mình nó có một cái số 3 là cái đặc trưng. Số 3 may mắn. Hôm nay cũng muốn mời chị Nga uống 5 cái lon bia. Vô số 3 nhưng nha. Nhưng mà vẫn là tặng cho chị Nga 3 triệu luôn. Dạ. Để lấy con số 3 cho may mắn nha. Dạ. Để chuẩn bị chứ. Mọi người ra trước nha, quên con đi cô. Quên con đi đừng nghĩ tới con. Hết đủ rồi nè, 5 ly, 5 lon. Dân uống bia nhưng mà chưa bao giờ rót được bia, cứ rót rồi đợi tan bật chơi. Rồi no quá rồi không ăn được đồ ăn nha. Không ăn được thì ngồi nhìn em ăn. Con cứ yên tâm, uống 5 cái lon bia này, ăn hết một cái mâm này. Đó. Rất là, có vẻ là rất là tin tưởng mình luôn. Sáng giờ là con ăn. Hôm nay là cho chị xem thực tế bé Nga Sumo. Đúng má tự tin mà. Má. Năm ly này như một cái giải đấu trường của em đấu luôn. Anh tên gì nhờ? Dạ em tên Hoàng. Hoàng. Hoàng mới chuẩn bị nhà của. Cái này như là giải đấu trường con đấu luôn anh. Anh rồi lỡ cái gì xong bỏ vô. Con này đi đấu trường cũng 5 lon. Ơi. Chưa bao giờ được bị thử thách uống bia đúng không? Dạ, ăn luôn đi, gấp mì uống à. Thật ra là một lần. Ghê vậy, vậy thì phải 10 lon chứ sao em đánh giá hết thì em sợ. Lên bia lên rượu luôn nha. Lên bia lên rượu luôn. Nhưng mà trước khi cho
con ăn miếng mồi nữa. Đúng rồi, phải cho miếng mồi. Sát phạt quá. Công nhận thiệt. Một hơi á. Ê bạn nha. Bà chủ làm sao xứng đáng nha bà chủ. Ý là rượu gì đó. Rượu luôn, rượu luôn đi. Em rượu cái gì? Rồi anh Năm đồ cũng ngang. Rượu đi, rượu về chị anh. Rượu chồng em ngâm. Wow. Chồng em sản xuất. Ông uống bà khen. Hèn chi chị nói ông uống bà khen á. Anh định nhìn chị cười miệng chi. Em ba đứa rồi đó chị. Em quyết tâm kiếm thêm hai đứa nữa. Thêm hai đứa rồi rồi vô nhớ khỏe ba luôn. Mời bà. Bà uống bia luôn. Rồi bấm giờ đi. Má uống gì? Món tôi cao không? Có ông xã của anh. Để anh đếm một hai ba đi. Một, hai, ba. Ba. Vô. Uống rồi uống từ từ đi. Quá trời rồi, chui gì hết, thấy hết ly rồi đó. Con chui đầu vào ngõ rồi con thích, ơi. Con thích chui mà. Dễ thương quá không? Em mới có... Từ từ chị ơi, ướt. Gớm giọt chừng 10 ngàn nha. Quá rồi, hết rồi kìa. Kinh khủng thiệt. À, kinh khủng chưa? Này là đã có sự rèn luyện kinh rồi. 3 năm chơi. Oh. Quá xuất sắc luôn chị nghe ơi. Chốt kèo. Thưởng đâu Hoàng ơi? À chị thấy chưa? Bây giờ trực tiếp anh với chị. Nếu mà sự thật mình nói hôm nay cũng là cái duyên. Chứ có người là cả đời cũng không bao giờ được trực tiếp nhìn nha Sumo để mà uống một ly bia. Là tất cả đều duyên. Quá kinh khủng, uống quá nhanh luôn. Chị ơi, bây giờ chị làm nghề tay trái không? Nghề tay trái đi tiếp khách với em chứ giờ sao giờ em cứ đưa ly trước rồi sao chị nha, tu một cái là đi lên thôi. Hai chị em mình phải phối hợp vậy đi. Đó rồi. Hoàng ơi, thưởng. Kêu Thảo. Gấp. Gấp thử đây. Phải có thưởng liền chứ. Nóng rồi chứ. Nóng liền. Của mà gì Nhi mà. Phải thưởng nóng liền. Chị biết không? Em thương bé Ánh này từ cấp khoảng 5 tuổi. Nó dễ thương, cái lông nheo dài gì nè mà ngoan lắm so về cái mấy đứa nhỏ nhỏ ở quê mình là nhạy bén nhất. Cho nên là ngày một lớn thôi. Càng nhạy bén mà càng dễ thương mà càng xinh đẹp nữa. Dạ anh thì em cảm ơn. Mời cả nhà nha, mời chú Dung. Mời cả nhà. Rồi, mời anh chị. Rồi, mời khán giả của Bếp Má Nhi luôn nha. Rồi. Đây, chị cho em sẽ múc cái đặc sản của Đà Lạt đi nha. Em mời anh với chị một bữa đi. Atiso hầm giò heo. Alo. Cái này có đậu xanh, đậu là đặc sản đúng mức luôn đó nha. Sao chứ? Em chưa thấy ăn có đậu xanh nha. Rồi đây em múc cho chị nha. Không. Múc cho ông xã một cái bông búp artiso, một cái giò heo nha, nhớ nha. Ông uống bà khen đâu chưa thấy nha. Artiso này phải thấy mới chịu à. Artiso là đặc sản đó vậy. Rồi để Nhi Nhi con ngồi đây đi. Rồi để múc cho cháu yêu của Nhi Nhi nha. Hôm nay cái bữa tiệc hôm nay là dì Nhi thật là rất là xúc động luôn nha. Món này là chị chồng con nấu đó. Cháu của mình đãi cho dì Nhi một cái bữa tiệc đó là không còn gì để nói nữa. Quá chuẩn luôn rồi. Rồi đây để tới má Nhi. Thưởng nóng mà thưởng mấy đứa này chuẩn bị thưởng lâu quá vậy chị. Nó chuẩn bị còn ấy hơn là chị Nga Sumo uống bia nữa. Dũng quá nhanh. Tử con ơi. Tử là ra mấy đứa nó ăn. Ủa sao em không coi gì chỉ vậy ta? Con phải coi nha Sumo này có thể là con có tưởng tượng nước dừa mà em là cá là 15 trái dừa. Em nói nếu mà bị ở quê của em á có một cái đứa cháu đó nó nói là 10 trái dừa là anh đi ruộng vô nó chặt nó uống là chuyện bình thường. Nói vậy thôi đi, bữa nay kêu chị Nga Sumo lại thách đấu 10 trái. Em mới nói đâu có được. Mình bỏ ra 5 triệu mình phải thách đấu 15 trái. Cho uống mà phải khó chịu mới được chứ. Thì khi đó là bé Nga uống 15 trái dừa. Thắng. Dì Nhi cũng nói dẫn chơi, thấy con nó uống cũng tội nghiệp. Tặng cho con 5 triệu ở tại quán. Cho em nước mắm mặn nữa chị Huyền ơi. Nước mắm mặn nữa con. Đây rồi, thưởng nóng đây.
Ôi trời. Ba chụp hình phong bì luôn mà. Phong bì quá. Phong bì đỏ luôn. Cả nhà, đây là chữ phụ nha. Quan trọng là cái phong bì thôi chứ còn này không quan trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là kỷ niệm được. Kỷ niệm. Qua Tết mà vẫn vừa tặng tiền mà vừa lịch sự bởi chỉnh chu. Năm sau á, nhớ là gửi cho Nga cái thư mời, mời chị Nga ra khách chưa sạn em nha. Năm sau chưa, năm sau là vẫn Đà Lạt. Khách sạn đây chứ. Năm sau phải từ ít nhất là phải hơn 2 năm. Rồi, đây này của con. 2 năm. Cảm ơn nhà có bánh riêng nha. Cảm ơn cô chú. Đúng rồi, để nhà chung cơm. Cả nhà mình hãy cùng với bếp Má Nhi, cùng với anh với chị dùng bữa cơm nha. Nhanh thiệt là nhanh. Cô ơi, mình có cơm trắng không cô nè? À, có. Giờ có cơm trắng à. Qua đúng phút mở không biết luôn. Cảm ơn em cho nghe. Giờ cái tô cơm này bán ngang hết nha. Ơi, bậy mà. Bà nói gì? Ăn thử cái bông đi chị. Về nữa con về con muốn ăn. Anh Thiện á là muốn ăn con chuột. Ừ. Còn con á là muốn ăn món vịt. Vịt đúng rồi, vịt nấu pate gan. Pate gan. Nấu tiêu. Anh Thiện còn thích cái món gì ta? Gỏi đu đủ với lại tép. À, con cá thắt lát cút xương. À. Phải không? Dì Nhi còn nghe con khen con cá thắt lát cút xương nè. Chim, đúng rồi. Chim kia. Gà nước vô ti. Đúng rồi, gà nước vô ti đó. Ừ. Gà nước vô ti là... Thích ăn mấy món đồng ấy hả? Vô ti ngon. Rắn. Rắn. Rắn luôn. Ừ, ca ca ăn rắn. Rắn là không dám bắt luôn á con luôn. Con thấy rắn không dám bắt luôn á. Món rắn nấu món gì giờ? Gì? À con thích ăn món ốc nữa. Ốc nấu tiêu xanh nữa. Ờ, ốc nấu tiêu xanh đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà chừng nào mới về được ta? Dạ, dám sắp xếp. Em về cái là em hú cho Má Nhi liền. Bánh canh ngũ sắc ha, bánh khọt ha. Toàn những món ngon. Món bánh canh ngũ sắc. Chia nhỏ ra nhiều chén đi. 1, 2, 3 chén, 4 chén gì á. Nhìn chị quá. Em ăn được mấy chén bánh canh ngũ sắc với anh? Một chén chứ, em ăn mấy anh. Thì 30 chén chứ ơi. Con có tin là chị Nga của con về cho má ăn 30 chén không? Tin. Mà bí quyết là vẫn ốm đó, chứ không mập. Còn em ngửi đồ ăn thêm cũng mập. Cái đó là cái món ma xào. Cái đó là nai lúc lắc. Nai lúc lắc bởi vì mấy nhìn ra nó tưởng luôn bò lúc lắc. Bỏ đâu nha. Mình bữa nay là gì mở thêm quán cà phê rồi ăn sáng nữa. Ăn sáng quán cà phê chị. Quán cà phê ở dưới rồi của Má Nhi á, của bếp Má Nhi á. Mai mốt làm thêm khách sạn nhà nghỉ nữa. Đúng rồi, rồi con về con ra đó ngỡ luôn. Đúng rồi. Chị nó về tới ra ngoài em ở. Nhưng mà đầu tư thêm. Con nghĩ đó đầu tư nữa gì? Thì giống như người ta nghĩ lại xong rồi có cái suy nghĩ vậy á. Nay là từ ngay đi là về là đầu tư thêm nhà nghỉ nữa. Máy lạnh nữa. Ăn xong rồi chui vô phòng ngủ rồi. Mình ở trên này có cái khách sạn không có tốn tiền mới lạnh. Không bình điện. Cơm em. Bình thường ăn nhiều mà. Không, thấy chị Nga xô mô sợ qua bữa cơm. Ăn tự tính đó. Cơm em. Gia đình lắm hả? Cứ ăn cơm đi để nhìn chị Nga hoài à. Nhìn đó thì bé đang ngồi ngán đây nè. Hay là ngồi gần ngồi ngán qua đây. Còn ngồi đây là phải gót rượu để mời. Đó, mời Dượng Bảy. Nhận cái món giò heo này hầm cái búp adiso quá ngon. Mai mốt dẫn miền Tây ra. Mè ngon quá chị ơi. Dì Dượng là giống y chang đi ba mẹ chị quá trời. Nhà có hai đứa con, một gái một trai. Y chang luôn đó không Dượng? Nhà về là y chang nhà con luôn. Một trai một gái. Trai một gái. Một chị một em đó. Chị một em luôn. Y chang. Con rồi đó con ướt làm sao mà giống chị Thủy. Nhưng bây giờ hút rồi. Vừa giàu nè, rồi vừa đẹp nè. Đó, rồi vừa giỏi, khéo. Nói chung là cỡ con là gọi là cái gì nha. Thôi, không nói tới nữa. Không nói tới nữa đó. Không nói nữa. Chỉ là một người phụ nữ miền Tây thôi. Đó là vượt lên chính mình chắc cũng giống gì Nhi. Dạ. 89 chị Thủy. Ăn nha anh. Má cho ảnh ngon dần ảnh. Ăn chân được rồi. Ảnh ăn chay nha. Ăn chay hả? Nếu qua là... Vậy để con gọi đồ chay cho. Quán chay ở gần đây. Vậy để em gọi chay nha. Anh ăn cái gì chay?
cái gì cũng được. Rồi rồi nhớ rồi chay. Rồi nhậu chung chung. Nhậu đi. Dạ rồi. Gũ này gũ gì ngâm cái gì? Quen em à. Ông uống bà khen. Hai đứa em chưa đủ 18 tuổi. Vô nè, vô nè, anh Năm đâu? Anh chị có anh rót vô cũng mà. Rồi. Ba. À, vô nè. 1 2 3 vô. Anh với chị không uống rượu à? Dạ không. Ba chứ. Ngon, ngon nha. Hai đứa em chưa đủ 18 tuổi. Đúng rồi, đúng không? Hai bạn đó là ở đâu? Một bé thì cũng ở miền Tây. Bé thì ở hai đứa đều con gái hết. Dạ. Có gia đình chưa vậy? Đã những tủ lạnh đó. À, mình tay mình là hay uống đá. Ừ, mình tay mình uống đá. Trên này chắc ít uống hả con? Quên đá. Quên đá luôn. Ừ, uống nóng. Ừ, vậy là tốt. Uống bia cũng không uống đá luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Biến thành thói quen luôn. Uống bia sét luôn. Đúng rồi. Bia sét luôn. Bia này em hơi bị cam nhiều. Bớt ngon rồi. Bên này bên Mỹ gì đó. Y bình. Dạ. Cho má miếng gỏi. Nhiều nhất. Cho nó màu đỏ màu xanh. Thử cái gỏi. Để lại cho dì thử cái vị gỏi cho em. Hai dĩa gỏi lần mà tao. Được. Cũng đưa gần lại. Mày ăn lúc không? Dạ. Mày ăn được cái dĩa. Cái này nó lại không cần. Được rồi, có nhiều dưa đó, có trời ơi, không múc cái. Nó nhẹ quá. Anh đi. Đi đi uống đi em. Hello. Đi nha. Hai dĩa mình chia tay nhau rồi đó. Đó, nó hơi lưng lên, chuẩn bị chia tay mình. Trời ơi. À, con anh bớt cơm không? Lấy cơm cho. Lưng lên ăn luôn nha. Chứ anh ăn gì? Nhâm nhâm gì phải ăn chén cơm chứ. Dọn cơm. À, con gái. À, giờ con cũng tại vì má thì nói là lập dập, dì Nhi thì nói là lập dập. À, để nói số điện thoại với cái địa chỉ cho chị Nga, chị nói cho khách nó rõ ràng thôi. Dạ. 03 Nguyễn Công Trứ, phường 8 Đà Lạt. 03 Nguyễn Công Trứ, phường 8 Đà Lạt nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có dịp đến đây thì như hồi nãy má mình với lại tất cả mọi người có uống cà phê tối nay. Cà phê là tên là Nguyên Khang. Nguyên Khang, Nguyên Khang 2. Với địa chỉ là 03. 03 Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ, phường 8. Phường 8 Đà Lạt. Số điện thoại 0982 559 679. 0982 559 679 gặp em Ánh chủ khu du lịch bất động sản. Gì? Ghê quá. Cà phê cốc. Cà phê rất là ngon và có những cái món uống này mình uống rất là ngon nha. Vừa ghé lại thì thấy một cái quán cà phê rất là đẹp. À, khách ngồi uống rất là đông. À, mình giá rất là yêu thương luôn. Giá miền Tây luôn. Giá miền Tây luôn. Giá miền Tây luôn. Hồi nãy có giới thiệu là khách sạn á, nếu mà Cần Thơ mà về đây là giảm 50%. Đúng rồi, còn nếu mà nói dân Cần Thơ, nếu mà khách nào mà nếu mà coi cái video của chị Nga và cái bếp Má Nhi thì sẽ giảm 20%. Vậy là thấy cũng được rồi đó. Hồng rất đẹp. Thêm nước. Ôm ôm là giảm 70% luôn. Khách sạn đẹp lắm. Và người nhà là Phi luôn. Người nhà là Phi hết luôn. Khách sạn tên gì em Ấm? Nguyên Khang luôn chị. Nguyên Khang luôn. Dạ đúng rồi chị. Bia đó hả? 5% nặng hơn. Cho em nước lẩu đi chị Huyền. Thảo ơi. Ít nước quá. Cho chấm thêm nước lẩu đi hai bên luôn. Ngon quá. Có gà nữa. Ăn giò mới đúng không? Dạ có gà nữa. Xong hết cái này là lên một con gà nữa. Đâu gà gì? Gà hầm atiso riêng. Đây nè. Rồi vậy cho hai cái chung luôn hả? Đúng rồi. Ờ. Không, nước lẩu. Dạ không cho em nước lẩu. Để nhúng rau á chị Huyền. Con nhấn gì? Bút atiso cho chị Nhi vậy. Nhi tự nhiên nha. Ừ, Nhi tự nhiên. Em xong rồi đó. Tôi nhớ xong rồi mà đó. Đây, bắt đây là bắt cá đó là
đi lên 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 quá đặc ngon sản luôn, là rau. Sản luôn. Bây giờ hình như là du lịch bây giờ như là kiểu như là có một cái nhà như gia đình của mình đi rồi. Hôm nay là đặc biệt là cháu Ánh sẽ cho mình một cái món mực cháy tỏi. Cháy tỏi để uống bia uống rượu á chị. Ngon, em cũng thích món này nè. Má Nhi đi bữa này đi má Nhi. Đúng rồi, em má ăn cái món này má thích nè nha. Đó, mực vô. Dân uống bia. Ngon lắm. Đây. Đó, ngon. Nhâm nhi xong mình nhấp một cốc rượu. Quá ngon. Này uống bia là thấm mồi luôn. Ăn rồi cái má uống hết cái rượu rồi nhớ ra bắt má. Đúng rồi. Má chào khán giả của má nha. Vô. Mặn năm ăn năm mà. Ê, vô cho sức khỏe nè. Rồi, cái nhà mình nâng ly nha. Rồi. Phải góp đầy đầy cho chị Nga chứ. Phải lớn nửa ly nữa. Không, cái theo cái size thôi. À, theo cái size luôn à. Úi dồi ôi. Rồi, rồi, đi rồi. Bỏ cái size đó đó. Hai má. Mời cả nhà mình nha. Một, hai, ba, vô. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Vô, vô, vô. Hai má còn hợp lắm. Nè nha. Bếp má Nhi bữa nay là quá vui đến một cái gia đình của đứa cháu. Rồi cùng gặp với anh với chị nha. Đây quất luôn nè. Cạn luôn. Ba đi mấy xưa. Vô 500 anh em ơi. Hai vợ chồng của em sẽ tặng cho anh với chị một bài hát được mang tên chỉ có một bài thôi, Người tình trên chiến trận. Tại ông xã em không có thuộc bài. Rồi bây giờ cả nhà mình lắng nghe nha, các con lắng nghe nha, cháu lắng nghe nha. Rồi bây giờ bắt đầu. Anh chu sa chưa bấm em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Trời ơi, quá dữ luôn rồi. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn, đã khổ vì ai và tự bao lâu rồi. Cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng. Nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu vì yêu. Quá trời, đúng như rồi. Anh em ngày chinh phạt đêm ngủ cho nên vào hiểm ra nguy chứ bao giờ biết sợ. Sao bỗng dưng nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn án mây trôi mà lòng cũng sắc xe buồn. Đời dũng tướng chợt nghe mềm yếu. Khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chu sa, anh yêu và vì yêu mà đau khổ. Thì chắc rằng anh yêu được lòng em.
Em chợt muốn bỏ yên cương rồi đau kim, xóa tóc mày tô mà thấm môi hồng. Có phải em và người ấy đã hẹn thề từ kiếp chưa? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn ly quan sang, tình câm nín nên tình đành tuyết dòng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao động tới bời. Thiên Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh. Quá hay quá hay. Chúc mừng ca sĩ đi mọi người ơi. Vô. Chúc mừng ca sĩ, chúc mừng ca sĩ. Vô. Rồi cả nhà mình ơi. Chụp vô. Sao mà chụp. 1 2 3 vô. Bây giờ đến đây chắc có lẽ là video của Bếp Mai Nhi sẽ kết thúc. Nếu mà khán giả có yêu thích video của Bếp Mai Nhi thì xin hãy cho một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh. Cả nhà nếu bị xỉn rồi, nếu mà có đón xem những cái video tiếp theo thì hãy 6 giờ mỗi ngày. Chào khán giả yêu thương. Hay quá thôi. Cái cà phê này là pha máy luôn hả con? Dạ, vừa pha máy vừa pha phin luôn, cà phê nguyên chất. Đẹp quá trời, coi cái máy pha quá trời đẹp kìa. Này là ở dưới miền Tây mình chưa? Con về đồ của dì Nhi có. Có, nhưng mà không có bằng của con rồi. Dạ. Đó. Quá trời đẹp luôn. Rồi bây giờ cho dì Nhi ly bạc xỉu ha. Một ly bạc xỉu đá. Để đặng lên xe nè, lên xe uống nè. Uống một cái ly cà phê bạc xỉu của cháu, cháu ruột coi. Thử cái mùi vị đó, khác không? Uống ly này là nhớ nha. Nhớ cháu. Nhớ cà phê Nguyên Khang. Nguyên Khang. Nhớ cháu của dì. Nhớ cháu, nhớ cháu ấm của dì Nhi. Cà phê Nguyên Khang. Đó là để chút xíu đi rồi mới nói khán giả uống con ngon không? Nhưng mà đi ra đây coi. Ra coi Nga đang làm gì đây. À, cà phê Nguyên Khang nha cả nhà mình. Khán giả của Bếp Mai Nhi lên nhìn đây là mình cứ đi tới cái chỗ coi nãy là con giới thiệu là cái 03 Nguyễn Công Trứ. Cà phê Nguyên Khang. Địa chỉ là số 03 Nguyễn Công Trứ. À, địa chỉ nha. Dạ. À, đây. À, chào Nga. Chị Nga nổi tiếng. Con có con có mua cái gì đó, con có ăn uống cái gì về đây? Dạ, có này rồi đây. Yeah. Chà vải. Chà vải, cái sữa đồ của quán của xe mắm này nha. Nó thì ngon luôn. Con ngon lắm. Uống 3 ly. Dạ. Uống 3 ly à. Đó, ngoài chà vải ra còn nhiều món lắm. Dạ, chà trái cây đồ. Quán mát quá ha nha. Dạ. Trời sạch sẽ mát mẻ. Mà ngay cái con đường này, con đường cũng là đẹp nhất ở Đà Lạt luôn đó chứ. Dạ. Dạ, hai má con mình đi ra ngoài, hai dì cháu mình đi ra ngoài này bạn chào. Dạ. cái bản hiệu cái đi. Nói gì con đây đường nè? Này ngay chỗ này quá dễ ha. Ừ. Y Bình ơi. Rồi. Y Bình kìa. Khán giả hãy nhìn lên cái dạ đầu xe ở bên kia vậy. Đầu xe ở bên kia. Nguyên Khang. Phải không? Số điện thoại. Đọc cái Y Bình. Số điện thoại là 0283970306 0982559679. Rồi thôi vào đây chào khán giả ủng hộ cho cháu Ánh mình nha. Nếu mà thương Bếp Mai Nhi cùng với con gái Nga Simo thì hai cái kênh khán giả nếu có đi Đà Lạt nhớ ghé ủng hộ cháu ruột của mình, rất là dễ thương. Cà phê có, khách sạn có nha.